Thưa các bạn, với những chiếc xe sang thì thông thường chúng ta thường nghĩ nó sẽ phải lên tới khoảng 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ, vân 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 vân. Nhưng bây giờ tôi chỉ có khoảng 5 đến 700 triệu mà lại muốn mua một chiếc xe hạng sang. Chúng ta thường hay gọi với nhau là hạng sang nhé. Thì sẽ mua xe gì? Hoàn toàn có thể được. Nhưng tất nhiên đó là những chiếc xe cũ. Giới thiệu Ford EcoSport mới. Không chỉ linh hoạt. Ford EcoSport mới. Chuyên gia đường phố của bạn. Ngay phía bên cạnh tôi bây giờ đây là mẫu C200 đời 2010, giá tròn chỉnh 500 triệu chưa bớt. Và phía bên phải Toyota Camry xuất Mỹ cũng 2010, hơn 700 triệu. Hai mẫu xe này có một cái đặc điểm chung. Mặc dù từ năm 2010 nhưng mẫu xe này Odo mới có 7 vạn thôi. Mẫu xe này chỉ có 2 vạn, Camry là 2 vạn. Để mình nói lý do nhé. Thông thường chúng ta đi mua một cái mặt hàng gì đó, chúng ta thường sẽ có một cái thói quen là phải săn được những chiếc xe mà sử dụng ít chẳng hạn, biết được nguồn gốc của chủ. Quan trọng chúng ta phải biết nguồn gốc. Thì đời sâu một tí cũng không có vấn đề gì. Quan trọng chúng ta phải biết chúng ta làm cái gì và chúng ta mua ở đâu, đúng không ạ? Thế thì chiếc xe này thường thì chỉ chở bụi thôi, bởi vì nó cái thời gian nó nằm ở dưới hầm Royal thì là quá nhiều. Tôi sẽ chỉ cho các bạn xem. Biển 4 số đời 2010, Odo 7 vạn. Rất ít đi. Xin phép để đến đây ạ. Còn chiếc xe này sẽ là không có biển. Rất đơn giản, nguồn gốc xuất xứ của nó từ đâu? Nó là xe dẫn đoàn. Mà xe dẫn đoàn thì thường chỉ thường sử dụng khi mà chúng ta có đoàn đến. Chính vì vậy đồng hồ nó mới có 2 vạn mà thôi. Giá cũng khá là yêu thương. Thông thường khi mà xem một chiếc xe cũ đầu tiên, nếu chúng ta muốn thực hiện tiếp theo những các bước khác, chúng ta sẽ phải nhìn tổng thể, xem form xe nó còn đẹp không. Thông thường những chiếc xe mà đã phải đồng sơn lại nhiều thì nhìn nó dễ lắm, nhìn nó cũng phát hiện ra ngay. Một hai lần không sao, nhưng mà đồng sơn nhiều lần lại nó sẽ cứ bả dần, có khi nó bong cả mảng ấy. Thì kể cả hai mẫu xe này thì mình thấy đang còn đẹp. Quan trọng ấy là cái form xe nó còn cứng lắm. Xe Đức. Và một chiếc xe cũng được là phong thánh tại Việt Nam, Toyota Camry. Ngày xưa chúng ta hay nói với câu là nhất mẹp, nhì bi, tam rì, tứ nít. Thì bây giờ thị trường nó đã có quá nhiều cái dòng xe mới rồi. Bây giờ các bạn sẽ xem chiếc xe 500 triệu này, mẹp C200 đời 2010, xem nó có đẹp không ạ. Nó vẫn đẹp. Chủ đã lắp thêm cam lùi rồi. Cái lý do mà cái xe mà đầu Odo nó thấp rất đơn giản thôi, bởi vì nó ít đi. Mà cái lý do người ta ít đi bởi vì người ta cũng quá nhiều xe. Xin thưa với các bạn, tôi gặp rất nhiều anh chủ rồi, xe dùng không hết. Đây, các bạn sẽ xem này. Đấy, các cái mép này, viền đây, nỉ này. Những cái nỉ này nếu mà bẩn nhá, rất khó mà vệ sinh sạch. Tấm nỉ nhựa còn rất đẹp. 500 triệu cốp lốp dự phòng còn nguyên. Đó, và anh mở nội thất chiếc xe này. Xin thưa các bạn, đây không phải là chương trình so sánh nhá, mà mình sẽ nói cho một cái khoảng giá mà chúng ta muốn. Tùy theo nhu cầu thôi. Bạn có thể cùng cái tiền như thế này, 500 triệu bạn mua một cái chiếc Grand i10, nhưng mà 500 triệu thì bạn cũng có thể mua một chiếc xe Mercedes lăn bánh thì nó chỉ thêm 10 triệu thôi. Mà nếu như bạn đến mà chốt khéo thì có khi lại còn không mất 10 triệu. Đây nha, tôi sẽ để lại cho bạn này. Máy rất tròn. Thường thì những chiếc xe sử dụng nhiều thì cần số nó sẽ bóng nhẫy, cần số bóng nhẫy, vô lăng bóng nhẫy, rồi những các cái đường ra ngồi nhiều đần, nhất là bên ghế lái cái phần này này. Rồi nhựa, nhưng mà thực sự là xe này đang còn quá mới. Thật là may mắn. Nói chung nghề làm xe mà nếu mà anh muốn làm được uy tín, tôi muốn làm được uy tín thì chúng ta phải săn được những cái nguồn hàng tốt. Odo nó thấp.
thì hàng nó ra đi cực nhanh, mà muốn khách hàng đến khách hàng quay lại thì phải hàng lại phải ngon, có bảo hành, phải uy tín. Nói chung bây giờ cái thời làm ăn mà theo cái kiểu như nói không đúng, nói sai sự thật quá nhiều thì sẽ khó mà bền được rồi các bạn. Chỉ được một lần thôi. Đấy, đây là form của xe hạng C. Nhưng nếu như xe Mercedes này nó vào đời khoảng 2012 gì đó, đầu 2013, cuối 2012 gì đấy, nó cũng phải tầm trên 700. Thì trên 700 đó chúng ta cũng có một cái lựa chọn là phân khúc xe hạng D, là chính là Camry xuất Mỹ và nhập về Việt Nam. SE 2,5 ghi, co 2,5 ghi. Đấy, không có sinh an bên gương. Cái lý do mà thường những chiếc xe xuất Mỹ ấy, thì những chiếc gương như thế này ấy, không cần sinh an, thậm chí còn chả cần gập điện. Bởi vì là ở bên Mỹ thì đường nó rộng tênh thang, cái thói quen và cái hành vi sử dụng của người dùng nó cũng khác. Nhà tôi rộng thì đường tôi cũng rộng, thì cần gì phải gập gương, mất thời gian. Không có biển số nhá, SE nhá. Tôi giật cái cốp lên. Đấy, form hạng D thì form xe hạng D thì các bạn sẽ thấy cái cốp này rộng miên man luôn, để 4-5 bộ gốp thoải mái. Đối với những chiếc xe Camry thì các bạn sẽ thấy cái cốp rất rộng, nhưng đối với một chiếc xe cùng phân khúc như vậy, tôi lấy ví dụ là con Mercedes E đi, hoặc là chiếc 5 series, thì các bạn sẽ thấy cái diện tích cốp nó bé lại, nó hẹp về cái bề ngang, bởi vì cái phần mà chứa cái hộc bánh cũng như cái hệ thống treo nó bị to lên rất nhiều. Chính vì vậy khi mà mình đi qua những cái đường nó như thế này, hoặc bay lên hạ cánh xuống, thì các bạn sẽ thấy rằng cái khả năng dập tắt dao động, cũng như độ êm, cũng như độ cứng vững, cũng như cái hướng nó ổn định, chắc chắn là những chiếc xe Đức rồi. Nhưng nếu mà rộng rãi, thoáng mát, nhiều không gian, đồ thay thế dễ, rồi chi phí sử dụng ít, rồi vân vân, rất nhiều yếu tố, thì lại là xe Nhật, đặc biệt là Camry chẳng hạn. Mỗi chiếc xe nó không bao giờ chiến thắng tuyệt đối cả. Thưa bạn, tôi lấy ví dụ thêm một cái ví dụ nữa nhé. Các bạn hãy nhìn xuống chiếc bánh này. Đấy, phần bánh thì la răng cũng 17, nhưng mặt lốp nó chỉ có 215 thôi. Nhưng mà trên cái Mercedes này, form xe bé hơn một size. Nếu mà theo cái ngôn ngữ thiết kế phân biệt xe bây giờ, mọi thứ nó chỉ là tương đối thôi nhá. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là cũng vành 17, nhưng lốp nó lại là 225. Pilot Sport 3 lốp Michelin. Đây, lốp 225 đây ạ. Đấy, cho nên khi mà tôi hay nói với các bạn, hay nói với anh em rằng là nhiều khi mà đi chiếc xe của Đức ấy, đặc biệt dòng BIM, dòng Mercedes hoặc dòng Porsche ấy, thì chúng ta đi trên đường chúng ta nghe tiếng chúng ta có thể phát hiện, ồ, đấy là xe Đức. Nhưng mà thực sự xe Nhật thì nó sẽ là khó hơn, bởi vì nó là xe Nhật. Để mà xem. Đây, một chiếc xe Camry Odo mới có 2 vạn thôi. À đây, 2 vạn 6 thưa các bạn. 2 vạn 6 nhá, Odo chuẩn này. Và bản SE nhập về dẫn đoàn thì có lẽ là cũng không cần ghế da, cũng không quá nhiều gỗ, thì các bạn sẽ thấy rất là tiêu chuẩn. Cruise Control có, đàm thoại rảnh tay Bluetooth có, những cái này ví dụ như là kết nối Bluetooth, đàm thoại rảnh tay này, rồi Cruise Control, nó là những cái điểm vô cùng nổi bật trên những chiếc xe cách đây khoảng 9 đến 10 năm. Xin thưa với bạn, mình làm nghề này khoảng từ năm 2005 rồi, thì mình sẽ biết được, mình có nắm được các cái tinh thần của các cái từng cái điểm marketing, nào là Cruise Control, nào là đàm thoại rảnh tay, rồi là điều hòa 2 vùng độc lập, rồi auto, rồi 5 vùng độc lập, 10 vùng độc lập, nhưng bây giờ nó là gì, hỗ trợ lái như thế nào, phanh tự động ra làm sao, rồi vân vân. Nhưng ngày xưa những cái công nghệ như Bluetooth gì đấy nó oách lắm. Đấy, nỉ mới. Nói chung là mỗi lần cứ lấy ra dẫn đoàn thì đây, ví dụ như ngồi trước xe form hạng D thì bạn sẽ rộng hơn này. Mà tiêu chuẩn nhập Mỹ thì nó cũng khác nhé, xuất Mỹ là nó cũng khác đấy. Những chiếc xe xuất vào thị trường Mỹ, đưa vào thị trường Mỹ thì đương nhiên rồi, phải theo tiêu chuẩn của Mỹ, chứ không là các president thôi cho lên đường ngay. Đấy, lưu gương là cũng không gập điện đâu, không có nút gập điện luôn.
chỉnh mặt gương là điện. Nhưng mà không gặp điện, lý do là tôi vào Mỹ tôi không cần những cái đấy. Tăng chi phí lên. Hàng ghế sau. Rồi, hàng ghế sau thì rộng. Đối với Camry là hàng ghế sau ngồi oách luôn rồi. Dạ, thông đây này, một chiếc xe form hạng D thì nó cũng rộng rãi. Trang bị rất cơ bản ở sau, bởi vì là thực ra xe dẫn đoàn thì chỉ ngồi hàng ghế trước. Với mẫu xe này thì về nói chung bỏ loanh quanh thêm một bộ da, rồi trang bị thêm ít đồ, thậm chí thêm màn hình nữa thì cũng không hết bao nhiêu, thêm mấy chục triệu nó xe oách ngay. Thực sự là vậy, ốp gỗ có, thay da mới, da xịn có, lắp thêm màn hình có, bây giờ rất nhiều thứ, thay nguyên cái bảng ở trên audio bằng cái màn hình Android bây giờ là cũng oách luôn nhá. Mình mua là mua được gì? Mua được cái không gian, mua được cái chất lượng là xe xuất Mỹ. Đấy. Bộ đàm còn đây, cái dây đàm nó còn gắn ở dưới kia kìa. Dây đàm còn gắn ở dưới kia. Đấy đấy. Xa xa đấy, ở dưới chân đấy. Bằng chứng luôn. À, cắt gì thì cắt, lại cửa sổ nóc lại không cắt nữa. Vâng, đem thì đem cả. Rồi, ok. Đúp cuối này. Em giữ đấy nhá. Anh đi ra luôn này. Và thưa các bạn, tùy theo nhu cầu của các bạn sẽ lại luôn này. Và thưa các bạn, đấy là tùy theo nhu cầu của các bạn. Các bạn muốn có xe mới nhưng ở phân khúc thấp hơn gì gì đó, về thương hiệu thì bình dân, thì với một cái mức như vậy chúng ta hoàn toàn có rất nhiều cái sự lựa chọn. Vios, City, Cerato, Mazda 3 rồi vân vân. Nhưng mà nếu mà muốn thương hiệu đẳng cấp, hơn 500 triệu có con này, Mercedes 200, nhưng mà tất nhiên rồi nó phải đời cũ. Hơn 700 triệu là Camry. Đấy, tôi đi Camry. Tôi khoe rằng tôi đi Mac. Tôi chưa nói ra đời thì dù sao tôi vẫn là sở hữu xe hạng sang, đúng không ạ? Thì cái đấy là tùy theo nhu cầu của các bạn thôi. Tùy theo nhu cầu, tùy theo đấy. Tuy nhiên đối với việc xe cũ thì chúng tôi đã có rất nhiều cái video cùng với cả anh Kiên Civic chia sẻ về các kinh nghiệm đi mua rồi vân vân, thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng tất cả những cái kỹ năng đấy để mua ở bất kỳ nơi nào. Và quan trọng nhất, xin thưa các bạn, vẫn là nguồn hàng, nguồn xe nó phải tốt, biết được chủ càng tốt. Cái thứ hai là chính sách bán hàng, chính sách bảo hành, chính sách về dịch vụ, chính sách về hậu mãi của chính những nơi bạn tìm đến mua. Vâng.